đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Siêu to thành lùa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Tuyến Trần. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Ngày hôm nay, HD Radio sẽ gửi cho các bạn một clip siêu chất siêu khủng. Đó chính là Connect 50 chiếc loa Bluetooth của hãng JBL. Oh my god! Wow! Các bạn hãy đón xem 50 chiếc loa này cùng vận hành cùng một lúc thì nó sẽ như thế nào nhá. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu với clip nào. Ok, let's go. Vâng, cuối cùng 50 con loa bóc đã xong. Bây giờ chúng ta đến với giai đoạn thứ hai, giai đoạn đó là bày loa. We'll be right back.
Vâng, ok các bạn. Giai đoạn 7 loa đã xong. Chúng ta đến với giai đoạn thử loa. Chúng ta sẽ bắt đầu thử lần lượt nhé. Đây, đầu tiên các bạn sẽ nghe được cái... Đây là đang hiện tại là đang đánh một con chính giữa nhé các bạn nhé. Con là dòng này dòng full 4. Hiện tại mình đang đánh một con. Rồi bây giờ mình show cho các bạn nghe đến 5 con nhé. Bây giờ đang là 5 con các bạn nhé. Đây là có hai dòng kết hợp với nhau, đó là dòng full 3 và full 4 các bạn nhé. Đây hiện tại đang là tiếng của 5 con này. We'll be right back.
Vâng, thưa các bạn ạ, sau khi một quá trình dài thì tôi cảm thấy thất vọng. Theo cái suy nghĩ của tôi thì cái clip này nó phải khá là chất và phê. Nhưng mà sau khi đã thực hiện xong cả một quá trình dài như vậy và được trải nghiệm như vậy thì tôi khá là thất vọng. Tôi chả thấy phê. Mà nó là rất phê các bạn ạ. Quá phê luôn các bạn ơi. Đến bây giờ da gà tôi vẫn còn nổi. Các bạn không tin phải không? Nhấc chân ngay đến cái HD Radio của chúng tôi, hoặc nhấc số máy lên gọi theo số 1900 2155 để được trải nghiệm và tư vấn những sản phẩm tốt nhất cũng như các cái trải nghiệm như bây giờ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của HD Radio nhé, để được theo dõi những clip độc và lạ tiếp theo. Mình là Tuấn Trần đến từ HD Radio. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.